lúa chín ruộng đường tốt tươi và cuộc sống ấm no đời đời, đó là niềm mơ ước của nông dân trên khắp nông thôn gần xa. Đừng lo nghe gì đã có thần nông là ta đây và cô trợ lý thời đại mới với anh kỹ sư ba cùng nè. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta trèo hai mỗi ngày. Chết rồi, làm mất trớn nữa. Hãy nhìn xem. Ta không nhìn, những chuyện buồn, những chuyện chết chóc ta không muốn nhìn. Không phải đâu, khắp các cánh đồng một màu xanh trải dài như một tấm thảm. Đưa ta xem. Ôi, một bức tranh tuyệt đẹp. Quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh. Đồng xanh có bay thằng cánh, đồng cánh có bay gắn cánh rồi dày. Đồng xanh bát ngát, đồng xanh ta vui quá ta. Ta ca hình như là có sai lời đúng không? Dạ, đại lý? Dạ không sao, miễn đúng tâm trạng là được rồi. Không, nói chung là thích những cái cảnh này. Thôi bây giờ ta bữa nay ngủ ngon nè, tối nay ta ngủ ngon hết rồi đó. Dạ. Là vui, từ đây vui đến tối là vui. Vui đồng xanh bát ngát, cò bay thằng cánh. Chết rồi. Không bao giờ vui được. Bây giờ là ông Tám, ông căng thẳng dữ lắm. Cái gì nữa? Đó, thằng nhìn biết. Nữa, cũng là gia đình ông Tám. Đó. Mà thấy không ấy, để mai tính đi. Thôi, coi liền có chuyện gì xảy ra. Là thần nông của thời đại mới, thời bom chất không. Nắng hà đi, mây trôi lang thang cho hà buồn. Coi coi đốt lòng để ngâm ngùi. Thương nhớ lá vàng. Bà Tám! Bà Tám! Cái gì vậy? Cái gì vậy ông? Bà còn gánh với bà còn ngồi để bà hát nữa hả? Ông bình tĩnh nha. Ông bình tĩnh đi. Ông đừng có làm vậy. Tôi kêu bà là cho heo ăn xong mà chở bà phân ra bà ruộng cho tôi. Bà để tôi chờ từ bà hồi trưa tới giờ mặt trời lặn rồi. Làm sao tôi bón phân? Bình tĩnh. Đất cưng máu bây giờ. Ông hay bị huyết áp này. Uống miếng chanh đi cho nó hạ đường huyết nè. Ha. Bà tính dùng mỹ nhân kế với tôi hả? Hả? Chính là một ly nước chanh gì dập tắt quả Dùm Sơn hả? Đúng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bà trả lời tôi biết đi. Tại sao? Lý do gì? Làm vậy. Không đem phân ra. Nói nào ngay, tôi có cột bao phân vô xe rồi. Rồi tôi chở ra ruộng cho ông. Tại sao không chở? Mà để đây làm chi? Thì để tôi nói đã. Cái tôi đi ra ngoài đầu ngõ tôi gặp thằng Tèo nó nói với tôi á, là không phải bón phân nhiều là để đồng to đâu, mà bón phân nhiều á chỉ làm xanh lá thôi. Đó. Chưa kể á, bón nhiều phân quá nó dư đạm, rồi nó làm cho cây lúa phát triển nhánh cao, rồi cái hạt nhỏ ha, rồi nó dễ đổ ngã nữa, rồi sâu bệnh nó xâm lấn khó mà điều trị lắm, rồi nó cho tới năng suất thấp đó. Ba cái chuyện đồng áng này thằng Tèo nó biết cái gì? Bà đi nghe lời cái thằng con nít, trong khi ông bà mình hồi xưa giờ làm vậy không hả? Bị đi nghe lời cái thằng con nít tối ngày nó chơi game không, nó biết cái gì cái chuyện đồng áng mà bà nghe đó? Ta nói nó cầm cái điện thoại không phải nó chơi game, mà nó cầm điện thoại để nó lên mạng, lên internet á, nó coi về nghiên cứu cây trồng gì rồi trồng lúa gì đó, nó giỏi lắm á. Ông đừng cứ coi thường nó nghe. Bây giờ tôi nói bà ngày mai cái gì vậy? Uống hai bao phân này. Trời ơi, hên quá à. Bữa nay có cô với chú ở nhà luôn nè, con qua lấy tiền phân. Trời ơi, chính ơi, phân cô chưa có bón lúa nữa còn nguyên kìa, lấy tiền gì không biết nữa. Ủa quá, đây nè, đâu phải mà tự ý con qua đâu. Đó nè, đó. Chú, tự tay chú ghi vô đây nè, đó. Ngày này, tháng này, tới thu tiền. Đó, thấy không? Hay quá. Mà đâu phải là thu tiền gì mà ngon lành đâu trời. Thu của cái mùa vụ của 5 năm trước lận á. Chữ ký ốc bu nè, ốc bu vàng tôi ký năm ngoái nè. Thôi bây giờ về đi, nha. Tại vì thật sự luôn á là, hồi năm ngoái á, là lúa của nhà chú á, trồng là nó bị lép. Nên năng suất nó thấp, nên là bán không có được giá, cho nên mới thiếu tới giờ. Chứ có tiền là trả rồi, thấy không? Không được rồi, cái tiền cũ nè, tôi trả 2 triệu đó. Rồi 2 triệu hả? Vậy dạ. Là cũng còn thiếu lại nữa đó. Thì hai bao phân này nè, không mấy cô chín mang về bán lại giùm tôi nghe. Ý! Không được hả? Trời, tôi năn nỉ cô quá. Hên! Cái bà Năm Hên đó, tên bà Hên dễ sợ luôn á. Là sao? Bà mới vừa qua bên con nè, mua hai bao phân mà bên con hết sạch rồi. Bây giờ mà cô chú trả con không ấy, để con chở qua bên bả. Lúa đang đồng, bán phân được dữ lắm. Đem về cho bà Năm Hên đi. Gạch sổ liền nha, trời ơi. Giống. Vô, để xe đi. Vô, bê hai bao phân liền cho chị. Nhanh lên. Trời ơi, gạch sổ liền nha cô chú. Gạch đi, khỏi mắc nợ. Khỏe. Cái gì vậy? Sao? Ôi, trả đi. Bây giờ được rồi, bây giờ trả đây ha. Trả thì trả. Nhưng mà để tôi lên cái điểm tư vấn.
tôi hỏi ông ba cùng, nếu mà đúng như lời thằng Tèo á thì trả, còn nếu mà không đúng như lời thằng Tèo á là tôi lên tôi lấy hai bao phân lại nha. Ui, lúc đó chắc còn hết rồi đó. Ông về nha, coi chốt về nha. Tối nay ngủ một mình khỏe, khỏi có người gác. Không được rồi, hai vợ chồng này kiểu này thì mình đến mà hòa giải không khéo là mình mang thương tích về luôn đó. Thôi mình lo cái chuyện mà kích hoạt đồng to đi, cái đó mới quan trọng. Thời buổi bây giờ công nghệ 4.0 rồi, phải biết là kết hợp bốn nhà với nhau thì mới làm giàu được. Mà bốn nhà là kết hợp như thế nào? Dạ, là nhà nông nè, rồi nhà nước nè, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Nhà nông á, tức là có đất. Rồi. Nhà nước á, là có vốn. Đúng. Cho vay vốn. Đúng. Nhà khoa học là mình ứng dụng khoa học kỹ thuật. Rồi nhà doanh nghiệp là có vật tư nông nghiệp. Đó, phải kết hợp bốn nhà thì mới làm giàu được. Thì cái đó đó mình phải phổ biến cho bà con người ta biết rõ ràng như thế. Nhiều khi người ta còn bỡ ngỡ, người ta không biết mấy cái lúc rắc rối này nè. Nếu có chú ba cùng thì đỡ quá, mà giờ này là chắc chắn là không bao giờ có mặt ở đây không, rồi tại vì có chú ba đó. Dạ cùng là... đây ủa có chú ba là phải có cùng mới lựa là ba cùng. Trời ơi, ở đâu mà xuất hiện lẹ quá còn hơn thần nữa trời. Có chuyện gì vậy thần nóng? Có cái điều này thì thần đang đắn đo là muốn phổ biến liền cho bà con biết để bà con làm giàu lẹ đó. Đó là cái vấn đề mà kích hoạt đồng to đó. Dạ, kính thưa thần nông cũng như là quý bà con, bây giờ là mình đã thay đổi sử dụng phân tiết kiệm rồi. Nè, nhỏ, gọn, nhẹ, chứ không có còn sử dụng những cái bao phân to đùng nữa. Đúng vậy. Đó, mà ngoài ra nha, thần nông, không phải là mình bón nhiều phân á, là đồng to đâu. Mà mình phải bón theo nhu cầu của cây lúa. Ngoài ra nha, mình phải bón đúng theo thời điểm nữa. Đúng. Bón ngay cái thời điểm mà đồng đồng một ly. Đồng thời mình kết hợp phun bơm blower, nó hấp thụ phân bón tốt hơn, phân hóa số hạt nhanh hơn, giúp cho đồng to bông bự, gia tăng năng suất đó thần nông. Cái đó là thành công chắc chắn. Dạ. Nhưng mà mình phải thuyết phục bà con như thế nào, phải đi theo chiều hướng của mình, chứ đừng có để bà con mà như gia đình của ông Tám. Thấy chưa, đó có người ý này người ý nọ, cái vậy mà hai vợ chồng cứ cãi giờ đó, đang sùm ở nhà. Cho nên là thôi, có gì mà chú ba mà có thời gian á, tạt ngang coi gia đình im chưa, còn mấy giải quyết giùm tôi vấn đề này đi. Vậy thì thần đồng cứ yên tâm, tưởng chuyện gì chứ chuyện này để cho ba cùng lo, cùng ăn cùng ở cùng làm với người nông dân mà, chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn chú ba trước, nhớ cái câu cùng làm nha. Dạ cùng làm, làm việc nghĩa này đi. Rồi bây giờ thì ba cùng sẽ đi làm liền. Thôi chào đi trợ lý xe điện nhé. Cảm ơn nha chú ba. Trời ơi, có chú ba là cái gì cũng tai qua nạn khỏi. Bà con ơi, bà con nhớ áp dụng phương pháp mà anh ba cùng hướng dẫn nha, để kích hoạt đồng to. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho thần nông di hành đã hết rồi. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình kỳ sau. Tạm biệt. Tập đoàn Lộc Trời phối hợp cùng công ty truyền thông HSPG thực hiện chương trình này. Ở giai đoạn đồng một ly, phun bơm flower kích hoạt đồng to, gia tăng số hạt trên bông. Lúa lo le trổ, phun bơm flower kích hoạt lúa trổ rộ, trổ thoát nhanh, trổ đồng loạt. Bơm flower kích hoạt đồng to, cho lúa trổ rộ. Sản phẩm do tập đoàn Lộc Trời phân phối.